mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục review và giới thiệu sản phẩm của KB Vision. Và hôm nay em xin giới thiệu đến với mọi người một mã sản phẩm khá là hot trong thời gian gần đây. Đó chính là chiếc máy chấm công kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt KXFR04AC. Thì như trước đây, các công ty hay doanh nghiệp thường sử dụng phương thức chấm công truyền thống như chấm vân tay, bấm mật khẩu. Thì với chiếc máy KXFR04AC, ngoài việc hỗ trợ chấm công bằng các hình thức trên, đặc biệt nó còn hỗ trợ chấm công bằng nhận diện khuôn mặt. Và bây giờ mọi người hãy cùng em đập hộp và khám phá chiếc máy chấm công này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng các phụ kiện gồm nguồn, chân đế để bàn, chân đế lắp trên tường, bộ ốc vít tắc kê để gắn vào tường, dây kết nối, và cuối cùng chiếc máy chấm công KXFR04AC siêu nhỏ gọn và tiện ích. KXFR04AC với màn hình cảm ứng LCD rất nhỏ gọn, chỉ 4.3 inch, có thể lắp dễ dàng lên tường hoặc để bàn rất tiện lợi mà không hề tốn diện tích. Máy chấm công KXFR04AC tích hợp camera 2 megapixel, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và hồng ngoại, có thể lắp đặt tại những khu vực thiếu hoặc không có ánh sáng. Chúng ta chỉ mất khoảng 3 giây đứng trước khung hình để chấm công, có thể đơn giản việc trải nghiệm của nhân viên một cách tốt nhất. Và tất nhiên, việc quản lý cũng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Đặc biệt, tỷ lệ chính xác của chiếc máy chấm công này mang đến 99,5%, thật tuyệt vời đúng không ạ? Khoảng cách nhận diện của KXFR04AC là từ 0.3m đến 1.5m, hỗ trợ 500 người dùng, 500 hình ảnh khuôn mặt, 500 thẻ, 500 bắt buộc, 150.000 lượt ghi. Và đặc biệt, KXFR04AC có thể nhận diện khuôn mặt khi chúng ta đeo khẩu trang nha mọi người. Một chiếc máy chấm công nhỏ gọn, chỉ 4.3 inch, có thể lắp đặt dễ dàng ở bất kỳ vị trí nào. Với nhiều tính năng nổi bật, tính năng vượt trội, tính năng bảo mật cao, thì đây là sự lựa chọn hợp lý cho các nhà máy, doanh nghiệp và công ty. Như mọi người cũng đã biết thì tình hình dịch bệnh hiện đang diễn biến khá là phức tạp, và việc chấm công truyền thống tại các công ty sẽ làm tăng mức độ tiếp xúc giữa con người và thiết bị. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà làm cho dịch bệnh lây lan nhiều hơn. Và với những giải pháp chấm công bằng nhận diện khuôn mặt như KXFR04AC sẽ giúp chúng ta hạn chế tiếp xúc và ngăn chặn được nguy cơ lây nhiễm bệnh một cách hiệu quả. Từ đó sẽ đảm bảo được sức khỏe của nhân viên khi đến làm việc tại công ty. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu đến với mọi người chiếc máy chấm công kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt KXFR04AC. Để được hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm, quý khách xin vui lòng liên hệ hotline 0932 685 999 để được hỗ trợ và tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.